trong cái list đồ mà gấu đôi đưa ra cho ba mẹ khi sắm sửa đồ sơ sinh cho con, có một cái mục đó là chén này, thìa và cốc cho bé sơ sinh. Thì có thể một số ba mẹ còn đang bỡ ngỡ không biết là nó là cái gì và tại sao bé sơ sinh phải dùng cốc hay dùng thìa làm gì. Vì ngày hôm nay thì mình sẽ chia sẻ luôn cho ba mẹ đó, cái lý do của cái việc mà lựa chọn cốc, thìa và chén cho trẻ. Đó chính là em bé sơ sinh khi mà mới ra đời, có những bé thì có thể là mẹ sữa mẹ chưa về, hoặc là các khả năng mậm ngậm bú của con chưa tốt, mẹ chưa có cách để cho con bú được ti ngay ấy, thì ba mẹ bắt buộc sẽ phải dùng một chiếc thìa để bón sữa cho con, hoặc nó sẽ là một chiếc chén dùng để đựng sữa, bón sữa cho con. Thì ba mẹ tưởng tượng rằng cái lượng ăn của con siêu nhỏ đúng không ạ? Chỉ tầm 5-10ml hoặc là 20ml thôi. Thì nếu mà cho vào cốc thì nó hơi bị to, thì mình sẽ dùng một chiếc chén. Thì khi mà bón ấy, thì cái lượng nước ở trong đựng sữa trong cốc như này nó rất là dễ tiện đúng không ạ? Tiện bón và phù hợp với cái việc mà chăm sóc trẻ sơ sinh đó. Một chiếc cốc đi kèm nữa, công dụng để làm gì ạ? Công dụng đó là ba mẹ có thể lên lựa chọn một chiếc cốc có nắp như thế này nhá, thì sẽ đảm bảo vệ sinh hơn, nhất là khi chúng ta ở viện sẽ dùng để đựng nước, để pha sữa này, hoặc là thậm chí là lấy bé mẹ không có chén thì mẹ có thể dùng cái cốc này để pha sữa, bón sữa cho con đó. Tuy nhiên có một điều là những chiếc cốc này thì có một số loại nó sẽ có là chia mưu, một số loại thì không chia mưu. Ví dụ như chiếc cốc này thì nó không có cái chia cái millilit thì khi mà pha sữa cho con thì sẽ hơi khó. Thì bên mình sẽ giới thiệu thêm đó là cái ca để chia mưu pha sữa cho con. Thì ở đây sẽ ví dụ như một chiếc cốc có nắp đậy chia mưu, hoặc một chiếc ca có chia mưu này thì ba mẹ nên chuẩn bị thêm, đong cái lượng nước cần thiết 50 hay 10 hay 30 ml để pha vào, để lấy nước nóng sau đó pha vào chén hoặc là cốc cho con, rồi bón sữa cho con. Đó, một số những cái dụng cụ rất là tưởng chừng như vô cùng đơn giản thôi, nên ba mẹ có thể lưu ý để chuẩn bị trước cho con. Thì tùy theo điều kiện của từng ba mẹ, có thể là một chiếc chén, một chiếc cốc sạch của gia đình không sử dụng đến, được vệ sinh sạch sẽ thì mang vào viện để bón cho con cũng được. Hoặc là ba mẹ có thể lựa chọn những chiếc cốc có bày bán sẵn tại các cửa hàng đồ mẹ và bé đảm bảo an toàn. Ví dụ như cốc này thì nó là xuất xứ từ Nhật ạ. Có thể cho vào nước nóng này, nước tiệt trùng được, rất là an toàn. Hoặc là một chiếc cốc như thế này cũng xuất xứ từ Nhật Bản nên rất là an toàn này. Để được tiệt trùng và được đun sôi được, đựng nước sôi thoải mái không bị ảnh hưởng gì đến em bé này. Hoặc một chiếc cốc có khả năng giữ nhiệt. Cũng là hàng của Nhật nhé. Còn nó inox như thế này thì ba mẹ có thể bảo quản được nước sôi tốt hơn. Đó, thì ba mẹ có thấy rằng nó rất là nhiều công năng đúng không ạ? Còn tại sao một chiếc thìa cần phải chuẩn bị? Đó là một chiếc thìa siêu nhỏ và có cái đầu vát đây nó phải tròn và mịn, không ảnh hưởng đến phần lưới và lợi của con. Những chiếc thìa này thì mình thấy rằng là nếu mà thìa gia đình thì thường là sẽ không có, không phù hợp ấy ạ. Thì mẹ có thể lựa chọn một chiếc thìa như này. Đây là hàng của Thái Lan ạ, rất là an toàn ạ. Đó. Một chiếc cốc đong như mình vừa chia sẻ thì nó thông thường là sẽ chia được millilit này, có nắp đậy này, cũng khá là sạch sẽ, tiện dụng. Và sản phẩm này thì đến từ thương hiệu Aven Philips của Anh Quốc, thì có thể là vô cùng an toàn bởi vì nó thương hiệu nổi tiếng rồi ạ. Tiệt trùng, đun sôi thoải mái. Đó. Cái này là của Pháp. Của Pháp là của Hàn Quốc ạ. Cũng có chia mưu, cũng có khả năng tiệt trùng và đun sôi, rửa bình thoải mái bằng nước dung dịch và rửa bình. Ngoài ra thì một trong những chiếc cốc này thì ba mẹ có thể sử dụng cho cái việc mà chữ sữa mẹ sau này nữa. Nó rất là đa năng. Đó. Thì ngày hôm nay chia sẻ với ba mẹ về công dụng của những cái sản phẩm tuy là nhỏ thôi, nhưng mà ba mẹ nên nhớ là chuẩn bị để trước khi chào đón em bé của mình được thuận lợi và vui vẻ hơn. Cảm ơn ạ.